Trong tập trước, Vũ Hạo vì hấp thu năng lượng trong Hàn Ngọc Phòng, năng lượng băng cực hạn đã sinh ra cực hạn chi hỏa, khiến cho Tuyết Đế trở thành một trái bom sắp bạo nộ. Thiên Mộng Băng Tầm vì không muốn nhìn thấy mọi người chết chung, mà đúng hơn là không muốn Băng Đế bỏ mạng, liền mang toàn bộ tinh thần bản nguyên và linh thức của mình cho Y Lai Khắc Tư. Sau đó hợp lực của tất cả mọi người thành công phong ấn Tuyết Đế vào trong tuyết đan, hình thành nên một phôi thai. Lúc này, Y Lai Khắc Tư vì cạn mana mà cũng rơi vào hôn mê. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hoắc Vũ Hạo vừa trở lại phòng, không đợi hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đột nhiên cảm giác được đại não nhức nhối đến chóng mặt, thân thể chao đảo, vội ngồi xuống giường tập trung tinh thần để cảm nhận nhị thức hải, vận mệnh nhãn. Hoắc Vũ Hạo trước tiên tìm tới nơi phát ra cảm giác khác thường, hắn phát hiện phôi thai tuyết nữ đang nhúc nhích, kéo dài ra, một hình hài con trẻ ẩn hiện mờ ảo, đưa chân tròi tròi đạp đạp, như muốn thoát ra khỏi kén. Phôi thai tuyết đế dị động, khiến cho tinh thần lực trong nhị thức hải khởi động, tinh thần hải lại sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Chuyện này nó sắp được sinh ra. Đối với hồn linh ngoài ý muốn này, Hoắc Vũ Hạo kỳ thật cảm thấy không yên, bởi vì thực nó có ghen từ hắn, Băng Đế, Thiên Mộng, Tuyết Đế và Y Lão, Ngưu Thiên, Thái Thản đã lặng lẽ vào phòng Hoắc Vũ Hạo, không ai nói tiếng nào, không quấy nhiễu hắn, chỉ đưa ánh mắt chờ mong nhìn hắn chằm chằm. Một khi Hoắc Vũ Hạo có vấn đề gì, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Rốp, một bàn tay bé bé trắng tinh xinh xắn từ trong trứng thỏ ra đánh vỡ vỏ ngoài, tạo ra những âm thanh vỡ vụn hấp dẫn. Bàn tay nhỏ xinh xắn của Quạng lần lượt đập vỡ những lớp ngoài màu cam. Cô bé đập đập cái tay, há miệng cắn vỏ trứng, đôi mắt lam thẫm giật mình tròn xoay ngạc nhiên, nét đáng yêu càng thêm đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn mà múa nhéo. Rốp rốp rốp, cô bé nhai rau ráo cái vỏ trứng màu cam, tròn xoay mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, lông mi tinh tế dài thượt cũng màu lam thẫm, thật dài lông mi thế nhưng đều là thâm màu lam, chớp chớp ba ba. Bé con đột nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo, gọi, Hoắc Vũ Hạo hóa đá, hắn bao nhiêu tuổi à? Tên nhóc này kêu là papa, sao mà không sợ, cảm giác nũng nịu từ cô bé xinh xắn khiến hắn muốn tan ra. Ngươi gọi ta, Hoắc Vũ Hạo hỏi một câu ngu hết cỡ. Chợt, cô bé dường như không kiên nhẫn, thân thể nhỏ bé trôi nổi, bay tới Hoắc Vũ Hạo. Hắn theo phản xạ bế lấy nàng, một cảm giác thân thiết lan tỏa toàn thân, tinh thần lực ngưng kết thành thân thể kia cũng hóa thành màu cam. Gương mặt vui vẻ, cái miệng xinh xinh cười hì hì, bàn tay nhỏ bé sờ soạng trong ngực Vũ Hạo, như đang đùa giỡn với hắn. Vũ Hạo, chuyện gì đây? Đang đứng nhìn cô bé con, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng lính quính. Cô bé con bộ dáng vô cùng đáng yêu, hai vị tông chủ nhất thời thấy tò mò. Nhưng sao lại thấy cô bé nhìn lại với ánh mắt không chút hữu hảo, chỉ kêu ra ra một tiếng liền nổi lên bạo phong tuyết. Lúc này, bên ngoài màn xanh, nhiệt độ phòng đã giảm xuống hơn 50 độ. Cả phòng đều bao trùm băng tuyết, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng bị một lớp băng đóng trên người. Nếu không phải Ngưu Thiên nhanh tay, vây khốn cô bé lại, thì không biết nàng còn phá hoại ra sao nữa. Cả hai đều nhận thấy rõ địch ý mãnh liệt từ cô bé toát ra. Papa, bọn họ là người xấu, đánh bọn họ đi. Cô bé con tức giận bay tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đặt mông trắng bóc ngồi lên vai hắn, bàn tay xinh xinh trắng nõn mập mạp chỉ vào Ngưu Thiên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, môi xinh xắn đỏ mọng tròn như cái miệng chai. Hoắc Vũ Hạo giờ khóc giờ mếu, Tuyết Nữ, ta gọi ngươi Tuyết Nữ nha, bọn họ không phải kẻ địch. Tuyết Nữ ngẩn ngơ, gương mặt bầu bĩnh hơi bất mãn. Ngưu Thiên cũng nhăn nhó, Vũ Hạo, bảo với tiểu bảo bối thu lại thần thông đi, ngươi xem cái phòng này là nàng làm ra đó. Hoắc Vũ Hạo có cực hạn băng, nên rét lạnh bực này chưa thấm, vẫn chưa cảm thấy bất thường, đến khi Ngưu Thiên thu lại màn xanh kia, hắn mới thấy thế giới băng tuyết trong phòng. Tuyết Nữ, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhìn tiểu bảo bối trên vai, cũng chưa hề nói lời nào tỏ ra trách móc, mà sau đó cô bé hành động lại khiến cả ba cảm thấy chột dạ, cúi đầu ra vẻ oan ức, hai ngón trỏ múp miết chỉ vào nhau, bộ dáng biết lỗi rất đáng yêu. Thôi thôi, nàng cũng không cố ý à, cô bé còn nhỏ như vậy, ngươi sao nỡ la mắng. Thái Thản trước đó còn rất cảnh giác với Vũ Hạo, lúc này lại thể hiện phong độ lão gia gia, bước bước tới bên Hoắc Vũ Hạo vỗ về cô bé, gương mặt cười xòa. Nhưng mà hắn không nghĩ, cái thân to đùng hơn 2 mét, cơ thể hùng tráng như con vượn cười ngoác cả mồm thế thì đẹp mặt không chứ. Vừa mới có bộ dạng oan ức, Tuyết Nữ vừa thấy hắn tiến đến, chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt lam thẫm tóe ra hào quang sáng chói vạn vẹo, chỉ vừa lóe lên, Thái Thản lập tức hóa thành khối băng cứng ngắc với cái mặt còn đang cười ngoác đến mang tai. Tuyết Nữ, Hoắc Vũ Hạo hét hồn hô lên, vội vàng giữ lấy nàng lui lại. Hắn không phải sợ Tuyết Nữ gây thương tích cho Thái Thản, vì khi nàng ra tay, hắn nhận thấy rõ năng lực của nàng có quan hệ mật thiết với bản thân, không thể vượt qua năng lực của hắn. Nói cách khác, bất kể nàng dùng năng lực gì, cũng không vượt qua tu vi cấp 50 của hắn. Quả nhiên, Hoắc Vũ Hạo vừa giữ Tuyết Nữ lui lại, Thái Thản ngay lập tức giãy ra, băng vỡ rơi xuống đất. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn cô bé con đang lườm mình, cực kỳ bất đắc dĩ nói, cô bé kia, ta thật sự không có ý đối địch với ngươi à, đối mặt một cô bé đáng yêu như thế,
còn làm gì được, đánh không xong, trừng phạt không được, mà mắng cũng chẳng ổn, ngu ngốc, còn không phải do ngươi dọa nó sao? Ngưu Thiên một tay nắm Thái Thản kéo ra sau, Thái Thản bất mãn nói, đại ca, luận thực lực ta thực không bằng ngươi, nhưng diện mạo, hai ta hơn kém gì nhau, sao không phải là ngươi dọa nàng? Ngưu Thiên quay đầu trừng mắt nói, hai ta không qua dọa nàng là được, nhìn cái bộ dáng cẩn thận đó, còn có phong thái tông chủ Hạo Thiên Tông đâu chứ? Tiểu Tuyết nữ dường như nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của hắn, nàng hậm hực lắc đầu, hào quang màu cam trên người càng thêm cường thịnh. Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức cảm nhận rõ tâm ý của nàng, hồn hoàn màu cam đầu tiên sáng lên, bàn tay múa của Tiểu Tuyết nữ chỉ tới Thái Thản, bất chợt một luồng hào quang lam thẫm từ ngón tay mịn màng nhỏ bé khuếch tán thành một hình cầu, bao phủ hoàn toàn Thái Thản ở bên trong. Thái Thản lại thêm một lần nữa bị đóng băng, thậm chí một chút cơ hội tránh né cũng không có. Hi 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 hi, Tuyết nữ cười khúc khích, hai bàn tay múp mếp xinh xinh vỗ liên hồi, Thái Thản cũng nhanh chóng dễ thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhưng thời gian so với lúc trước thì chậm hơn một chút. Lạnh chết ta, con bé kia, sao cứ nhè ta ra mà thí nghiệm, quá đáng nha, ta phát vào mông ngươi bây giờ, xú tiểu tử, là cái gì mà la phết cho nàng vài roi, ta cũng không có tha ngươi đâu. Thái Thản trợn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, kết thúc tập này ở đây, mọi nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.